làm Lanva gọi là 10.0 chứ không phải là 45.0 nữa. Hành vi rất là tinh vi, rất tinh vi để mà mang tính chất tinh vi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản mọi người. Em thì cũng rất là may mắn khi mà đã suýt nữa thì đã mua cái cây này, và nếu như không để ý thì cũng sẽ rất là hậu quả, sẽ rất là khôn lường. Rất là cảm ơn vợ chồng nhà bạn Thoa, cũng rất là nhiệt tình, rất là chuẩn, sống rất là chuẩn. Khi mà vợ chồng nhà bạn ý thì cũng còn rất là trẻ tuổi, làm cây thì còn non, kinh nghiệm còn non nên là cũng không nắm bắt được. Nhưng mà đây mọi người nhé, cây nó là một cái cây mà chắc chắn là cây sinh sạch. Em khẳng định 100% nó là cây sai, thân lá giống cây phú thọ, và sau đó là gắn cái một cái thân hoa nhỏ nhỏ cây phú thọ vào là cây hoa chuẩn. Đấy, ô sợ đấy mọi người nhé, đây là một cây phú thọ này. Thế và trên cái chậu phú thọ này thì nó có hơn 100 sen, nhưng mà chỉ có một cái đoạn này thôi, cái thân hoa này là phú thọ thôi. Còn cái với lại cái mầm gốc này đó, dùng bằng hình thức là gắn keo 52 đây mọi người nhé. Đó, gắn keo 52 trực tiếp ở dưới gốc này, sẽ không, hình thức sẽ thay đổi, sẽ không gắn hoa theo kiểu trước nữa. Người ta gắn hoa trên thân nữa, mà bây giờ là người ta dùng trực tiếp cái hương gốc của nó luôn. Đó. Ui, rất là đáng sợ những cái hành vi, những cách làm cực kỳ tinh vi. Đấy mọi người nhé, bông thì chuột bông nó mình chấm thọ. Nhưng mà chỉ có cái thân hoa này là phú thọ thôi, còn lại tất cả đều là cây sai. Em khẳng định một điều là như vậy. Đấy nhá, đây là một chậu, đây là một chậu thứ hai này. Rất là nhiều kỳ, cây này đã lên xe em rồi và quay lại thì vợ chồng rất là mới giật mình, không biết cái thân hoa này cũng ngày mai là sẽ nở thôi, rất là nhanh nở. Nhưng mà đây cũng gắn keo mọi người nhá, cái thân này em khẳng định 100%, khi mà em xả nước thì em mới thấy có cái vết keo. Đó, mọi người nhá, vết keo 52 rất là cực. Đây là chậu thứ hai đó, và đây là chậu thứ ba này, thân cũng đang có hoa luôn. Khi trên thân nhìn thân lá cực kỳ giống, cứ rất là khó để phát hiện. Trong khi hôm qua em đi lấy cây thì lại lấy tối nữa. Đây mọi người có thể nhìn thấy này, cây này thì nó thể hiện rõ nhất, tức là cái gì? Là cái chất keo 52, sờ và rất là cứng. Nói chung là nó rất là chắc chắn. Đấy, hoa đang trên thân mọi người nhé. Cho nên là bây giờ tất cả anh chị em ở trên thị trường đi mua cây, luôn luôn phải nâng cao cảnh giác, tìm những chỗ uy tín là thứ nhất. Thứ hai là phải luôn luôn nâng cao cái cảnh giác, kiểm tra thật kỹ cây về bộ gốc của nó này, tất cả mọi thứ nét đèn nẹt chuẩn thì mới mua, không thì mọi người sẽ rất dễ mắc sai lầm, rất dễ là cả năm đi làm của mọi người là sẽ đốt hết.